Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và mọi người ơi, em mến chúc cho mọi người một ngày thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa hôm nay em có một cái câu chuyện cũng khá là vui về cái câu chuyện của em với anh chàng thợ sửa ống nước Tây Đen. Và cái điều gì đã xảy ra, diễn biến câu chuyện ra làm sao? Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật nha. Câu chuyện này mới xảy ra cách đây có 2 ngày thôi. Nhưng mà bữa nay là em quyết định em làm clip để em kể cái chuyện này ra. Tuy rằng là cái chuyện này là không có nên nói ra, nhưng bây giờ giấu giếm ở trong lòng thì em cũng thấy khó chịu quá. Cho nên là quyết định ngày hôm nay em sẽ kể cho quý đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện của em nha. Nửa đêm, đàn bà không có chồng gọi điện cho anh thợ sửa ống nước Tây Đen vô phòng và cái kết khỏi về luôn. Thì cái câu chuyện nó như thế nào, nguồn nội dung ra làm sao thì em kính mời quý đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện của em. Và em nghĩ rằng một cái người đàn bà không có chồng, ta nói nó đỡ bất lợi rất là nhiều so với những người đàn bà không có chồng. Có chồng thì nhiều khi chồng có thể ở nhà sửa giùm bình điện nước này nọ, rồi ống nước mình nó nghẹt hay sao đó, hú cái chồng vô liền. Trong khi đó là ngày đêm gì chồng cũng có thể sửa được cho mình hết. Nhiều khi là những người phụ nữ mà có chồng thì người ta sung sướng quá rồi còn gì bằng nữa, có người giúp đỡ mình, ta nói miễn phí, chồng sửa giùm máy máy quạt hay là máy bơm nước hay là điện ga trong nhà thì người chồng làm tuốt tuần tuột. Nhưng những người đàn bà không có chồng giống như em thì ta nói cái nỗi cô đơn màn đêm cái nó ùa về dữ lắm. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là cách đây 2 ngày thì em là một người phụ nữ không có chồng. Nếu bạn nào chưa xem clip của em thì không biết em là ai, thì em là Ngọc và là một người đàn bà không có chồng. Cho nên là có đôi khi cái chuyện gì trong đời này, cuộc đời này, cái gì em cũng tự làm mình hết. Ví dụ như nuôi con, cho con ăn, cho con ngủ và tắm con, hay là tất cả mọi thứ. Và việc nhà thì dễ rồi, đối với một người phụ nữ thì việc nấu cơm, giặt giũ, nuôi con cái là quá dễ rồi. Nhưng có những chuyện mà một người đàn bà không thể nào làm được. Đó là chuyện gì? Trời đất ơi, những trên thế giới này á, đàn ông người ta có thể làm được rất là nhiều chuyện, nhưng phụ nữ thì ta nói giới hạn nhiều lắm, có thể làm được rất là nhiều chuyện luôn nhưng có những chuyện không bao giờ làm được. Có những người cũng làm được á, những người phụ nữ đó là người ta giỏi số 1 rồi, em không nói gì xa, em không nói gì chi, nhưng mà đối với em là một người phụ nữ quá là tầm thường thì làm sao em có thể làm được những cái chuyện phi thường của một người đàn ông. Ví dụ như là chuyện sửa ống nước. Cái câu chuyện nó là như thế này. Hồi hôm qua, không biết làm sao nữa, vào lúc 12 giờ đêm em khó ngủ quá, tự nhiên em phát hiện ra cái ống nước nhà em nó bị nghẹt. Và khi nó bị nghẹt trong tình thế như thế này thì thường thường á, lúc trước em có chồng cách đây mấy năm á, em ly dị chồng cách đây 5 năm rồi, thành thử ra trước đây 5 năm á, thì em chỉ cần nói anh ơi ống nước em bị nghẹt cái là anh chồng ảnh xăng tay áo lên, là anh xuống anh sửa liền, cái cục là con lành liền, máy nước xài được liền. Nhưng ngày hôm nay vào lúc 12 giờ đêm cách đây 5 năm thì em được có người chồng giúp đỡ, nhưng bây giờ em một người phụ nữ không có chồng, chân yếu tay mềm thì làm sao có thể sửa ống nước được. Mọi người thử tưởng tượng xem bây giờ em phải làm gì. Trời ơi, bây giờ em chỉ có nước mà gọi điện thoại cho ông chồng hay cũ hay tới hả, thôi kỳ lắm, chồng vợ chồng ly dị rồi em không có muốn mà mình như mình làm phiền người ta vậy. Cho nên là em quyết định là em gọi điện thoại cho cái anh thợ sửa ống nước này, là bạn em giới thiệu là cái anh Tây Đen này nè, ảnh là coi như 24 trên 24, ảnh có thể giúp đỡ mình bất cứ lúc nào, nhất là những người mà có con nhỏ khó khăn không có chồng giống như mình. Thì bắt đầu mình mới cầm điện thoại lên, mình nói alo. Cái anh Tây Đen đó anh cũng nói bằng tiếng Tây thì Ngọc cũng biết tiếng Tây chút chút vậy đó. Em nhà em bị hư ống nước vậy đó, thì cái anh Tây Đen này anh mới nói được rồi, nhà em ở đâu anh sẽ đến. Rồi Ngọc chỉ số điện thoại, địa chỉ nhà xong, vừa xong thì cái anh Tây Đen này anh chạy tới liền trong vòng tích tắc có 15 phút. Không biết anh Tây Đen này anh ở đâu gần nhà em nè, anh cũng nghe nói là em cũng nói là em không có chồng vậy đó, em ở nhà có một mình nè, mà bây giờ nửa đêm nửa hôm ống nước nhà em nó bị nghẹt rồi, bây giờ em cũng biết nhờ ai giúp đỡ. Thì anh Tây Đen anh nói ok anh tới liền. Thì 15 phút sau thì mình nghe tiếng chuông bấm chữa. Thì lúc bấy giờ nói thiệt với mọi người là mọi người có dám mở cửa hay không, 12 giờ đêm, trong khi đó là mình chưa xác định được ai là người bấm chuông thì mình tuyệt đối đừng bao giờ bấm mở cửa nha, tại vì nó có những cái điều không thể ngờ trong cái cuộc đời này lắm. Với lại cái khu vực của em ở là ăn trộm rất là nhiều, nó đã từng cậy cửa rất là nhiều ngôi nhà thành công và công an cũng đã không bắt được cái thằng tên trộm đó luôn. Cho nên là cái điều quan trọng đó là bảo vệ em và bảo vệ những đứa nhỏ đó là em trèo lên lầu và em dán cái bức màn ra, em nhìn xuống thì em thấy quả thật là có một cái anh Tây Đen đang đứng đó, và anh ta cũng thấy mình dán cái màn cửa, anh thấy anh mới quắt như vậy nè, thì mình mới biết, thì mình bắt đầu mình mới xuống mình mở cửa. Mà quên, bữa đó em bận đồ ngủ nữa, trời ơi, em đi mở cửa cho anh Tây Đen vô nhà sửa ống nước mà em bận áo ngủ màu đỏ này nè,
Trời đất ơi, rộn dần sao giờ vô thay đồ đúng đấy, mình đứng bắt người ta chờ nữa. Cái em lật đật em ra mở cửa đại luôn, thì cái anh tay đen này anh nói xin chào em. Thì anh ta mới nhìn từ trên dưới vậy nè, anh ta cũng không ngờ nó nhỏ này sao mà nó ở trong nhà nó bận đồ ngủ, mà trong khi đó nó có khách vô nhà bận đồ kỳ cục gì trời. Thì anh cũng thấy ủa con nhỏ này sao bận đồ kỳ, nhưng mà thôi anh cũng không dám nói ra, tại vì phép lịch sự mà, tại vì cái đó là cái quyền tôn trọng cái đó là cái quyền, như cái quyền mình muốn bận gì mình bận vậy đó, miễn có bận là được rồi. Thì bắt đầu là anh tây đen anh mới nói chứ ủa nhà em hư ống nước hả, nãy anh nghe em gọi điện thoại cái Ngọc mới nói dạ nhà em hư ống nước, em không có chồng ở nhà không ai sửa giùm em, có đàn ông nhà khổ lắm anh ơi, bây giờ anh có rảnh anh giúp giùm em đi. Thì anh tây đen anh nói trời, cái là nghề của anh mà, anh là cái người thợ sửa ống nước, nhưng mà anh rất là từ thiện, anh có thể giúp đỡ cho những người phụ nữ không chồng, phụ nữ neo đơn hay người già neo đơn hay là trẻ em gì đó, thì anh rất là sẵn lòng, như anh làm từ thiện nhá. Trời ơi, tấm lòng bao la dễ sợ luôn, trên đời này hiếm gặp lắm cái anh chàng tây đen vậy. Cái em mới nói bây giờ anh vô phòng em đi, cái Ngọc mới dắt tay ảnh vô trong phòng em. Rồi cái em mới chỉ đây nè, ống nước nhà em đây nè, nó bị hư rồi, trời đất ơi, sáng mai em rửa chén cho con em không biết làm sao nó nghẹt cái ống luôn. Rồi mà ta nói mấy năm nay nó cứ nghẹt tới nghẹt lui vậy, mỗi lần nó nghẹt như vậy là em kêu chồng em vô sửa, nhưng bữa nay ta nói có mình em ở nhà thì không biết làm sao nữa, giờ em cũng biết làm sao, em biết bói gói quá, em biết sao thì em mới nhờ anh, thì thôi trăm sự nhờ anh và ngàn sự nhờ anh. Thì anh tây đen nói ok chuyện nhỏ, thì bắt đầu ảnh mới khum xuống anh lấy phụ tùng đồ nghề của anh ra, tao nói toàn là mấy cái phụ tùng đồ nghề chất lượng, đúng là hàng Mỹ hàng Tây nó có chất lượng hơn dễ sợ luôn. Phụ tùng ảnh lấy ra cái nào cái nấy, tao nói hả xịn sò không à. Thì bắt đầu ảnh mới lấy ra, ảnh mới sửa, ảnh lấy cái nào là cái đồ để mà thông ống cống nè, rồi cái đồ để mà thông ống nước nè. Trời ơi, tao nói ảnh thông một phát một, tao nói hả, tao nói nước nó chảy răng 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 răng, tao nói rửa chén thoải mái luôn. Thì ảnh vừa sửa ảnh vừa nhìn mình, nói trời sao em nhìn em đẹp vậy mà xem lấy chồng đi mà em để không chồng gì khổ vậy, ví dụ như điện nước trong nhà hư rồi em biết nhờ ai. Thì Ngọc mới cười, Ngọc mới nói trời thì em cũng nhờ anh thợ sửa điện lợi chứ dần sao giờ. Thì ảnh mới nói thôi bây giờ anh nói em nghe, bây giờ anh cho em số phone, khi nào mà em có bị hư ống nước hư điện thì nhớ alo cho anh nha, bất cứ giờ nào bất cứ khi nào 24/24 alo là có mặt anh tây đen tới liền. Thì Ngọc nghe vậy Ngọc mới nói trời ơi vậy thì tốt biết mấy, trời ơi hiếm lắm mới gặp được con người kêu bằng là làm cái công đức như vậy á, là kêu bằng là phước dữ lắm á nha. Nhưng mà hên quá thì cái anh tàng tây đen này ảnh cũng giống như ảnh cũng thương người vậy đó, cho nên là mình cũng may mắn đó. Sau khi anh sửa xong rồi thì tao nói mình mới xuống bếp, mình mới nói thôi bây giờ anh không có nhận tiền. Ngọc mới đưa tiền cho anh, nó nói thôi anh không có nhận tiền, anh làm từ thiện miễn phí giúp cho người phụ nữ người trẻ em mà, anh đã nói em rồi ngay từ đầu rồi. Thì Ngọc mới nói thôi bây giờ á anh không nhận tiền thì em cũng thấy rất là kỳ kỳ, sao không ấy là anh ngồi đây đi. À, Ngọc mới vô tủ lạnh, Ngọc mới lấy hai chai bia cồ nà ra với miếng mồi nhậu là kêu bằng là thịt bò đó. Thì mình cũng làm, lấy cái chảo lên mình bắt lên mình làm cho nó nóng 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 lên, rồi chín chín cái miếng thịt bò lên với miếng xà lách. Rồi Ngọc cũng nói thôi bây giờ em mời anh bữa ăn tối, bây giờ là khuya lắm rồi, 12 giờ đêm rồi, thì thôi bây giờ anh làm này anh cũng đói bụng rồi, thôi giờ em mời anh uống chai bia Corona. Thì anh uống có một chai thì anh cũng nói chuyện trên trời dưới đất, thì hai đứa mới ngồi nói chuyện với nhau tỉnh bơ hả, giống như hai người bạn mà lâu lâu gặp lại vậy đó. Thì bắt đầu là kết bạn nhau luôn. Thì ảnh mới nói thôi bây giờ là ảnh đi về. Thì Ngọc mới nói thôi bây giờ trong tủ lạnh em cũng còn mấy chai bì Corona thì thôi anh em mời anh uống thêm đó. Thì ảnh cũng uống cái hồi ảnh xỉn, hồi nào ông hay trời ơi cái mặt ảnh đỏ lên, thì bắt đầu ảnh xỉn lên rồi, bây giờ ảnh nội về thì mình đâu dám cho ảnh về, trời đất ơi ở xứ này mà về nhiều khi công an á nó hốt một cái là tiêu luôn, tại vì á là công an họ nghiêm cấm cái hành vi là uống rượu say xỉn mà lái xe, cái đó có thể gây tai nạn cho mình và cho người khác, rất là nguy hiểm và thậm chí có thể đi ra tòa và bị phạt mức phạt rất là cao, có thể là mấy chục ngàn euro luôn. Cho nên là mình rất là nghĩ rằng bây giờ là người ta giúp mình thì bây giờ mình đâu có nề hà gì chuyện ngủ lại đêm, thì thôi mình mới nói gợi ý cho anh tây đen là thôi bây giờ là em cũng không có chồng, thì thôi bây giờ em ở nhà có mình với mấy đứa nhỏ à, thôi bây giờ là đêm nay em thấy anh cũng xỉn rồi, uống mấy chai bia Corona xỉn rồi, không ấy anh ở lại ngủ đêm đi, rồi mai về cái kết tao nó khỏi về luôn. Trời ơi may phước quá mình gặp được cái anh chàng tây đen này, thì bắt đầu là cũng như là phước phần mình kiếp trước mình tụ lại hay sao đó. Trời ơi đây là cái câu chuyện mà vô cùng hay mà thú vị mà em muốn gửi đến cho đại gia đình thân thương của mình. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những giây phút thú vị khi mà nghe cái clip kể chuyện của em về cái anh tây đen tốt bụng này nha. Bên anh thợ sửa ống nước này là coi như là số 1. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.